Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Hôm nay là thứ tư sau Chủ nhật thứ bảy Phục sinh. Và trong thánh lễ này chúng ta nhớ đến tất cả những hồn xin chúng ta cầu nguyện cho thường xuyên. Và để lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa nhận lời, chúng ta hãy thành thật thống hối và xin Chúa tha thứ và thánh hóa chúng ta để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa được sai đến để kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời. Amen. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa vô cùng nhân hậu, Chúa đã sai Thánh Thần đến quy tụ muôn dân để lập nên hội thánh. Xin cho cộng đoàn tín hữu chúng con đem hết nhiệt tình phụng sự Chúa và luôn luôn hiệp nhất cùng nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa, là một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô nói với các trưởng giáo đoàn Ê-phê-sô rằng: Các ông hãy thận trọng và săn sóc đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt các ông làm giám quản, điều khiển giáo đoàn của Chúa đã được người cứu chuộc bằng máu. Phần tôi biết rằng sau khi tôi đi rồi, sẽ có những sói dữ đột nhập giữa các ông. Chúng không dung tha đoàn chiên, và ngay giữa các ông sẽ có những kẻ ăn nói xảo trá nổi dậy để lôi kéo các môn đồ theo họ. Vì thế, các ông hãy tỉnh thức và nhớ rằng trong 3 năm trời, đêm ngày tôi không ngừng sa lệ mà khuyên bảo từng người. Và bây giờ, tôi xin ký thác các ông cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người. Người là đấng có quyền năng kiến tạo và ban cho các ông được dự phần gia nghiệp làm một với tất cả mọi người đã được thánh hóa. Tôi đã không ham muốn bạc, vàng hay y phục của ai hết. Như chính các ông đã biết, những đồ gì tôi và những kẻ ở với tôi cần dùng thì chính hai bàn tay này đã làm ra. Bằng mọi cách, tôi đã chỉ bảo cho các ông rằng phải làm việc như vậy để nâng đỡ những người yếu đuối và ghi nhớ lời Chúa Giêsu đã phán: cho thì có phúc hơn là nhận. Nói xong, Ngài quỳ xuống cầu nguyện với mọi người. Ai nấy đều khóc lớn tiếng và ôm cổ Phaolô mà hôn. Họ đau buồn nhất là vì lời Ngài vừa nói rằng họ sẽ không còn thấy mặt Ngài nữa. Rồi họ tiễn đưa Ngài xuống tàu. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Kính mời cộng đoàn đọc đáp ca. Chưa bước chân ai hãy ca khen Thiên Chúa. Ôi Thiên Chúa, xin tỏ ra quyền năng của Chúa. Ôi Thiên Chúa, xin cùng cô sự việc Chúa đã làm cho chúng con. Vì thánh đài của Chúa ở Jerusalem,
các vua xe tiên dân ngài lễ vật. Chư vua trần ai, hãy ca khen Thiên Chúa. Chư quốc trần ai, hãy ca khen Thiên Chúa. Hãy xưng lên bài ca mừng Chúa, mừng đấng ngự ra qua cõi trời ngàn thu. Kìa ngài lên tiên, tiên nói quyền năng, các ngươi hãy nhìn biết quyền năng Thiên Chúa. Chư vua trần ai, hãy ca khen Thiên Chúa. Oai nghiêm ngài chiêu dài trên Israel, và quyền năng ngài trên cõi nước mây. Từ thanh điện của ngài, Thiên Chúa đang tôn sờ. Thiên Chúa của Israel, chính ngài ban cho dân ngài được quyền năng và mãnh lực. Chư vua trần ai, hãy ca khen Thiên Chúa. Kính mời cộng đoàn cùng đứng. Alleluia, Alleluia. Chúa phán, các con hãy đi giảng dạy muôn dân. Thầy sẽ ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho con, để chúng được nên một như ta. Khi con còn ở với chúng, con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho con. Không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời kinh thánh được nên chọn. Bây giờ con về cùng Cha, và con nói những điều này khi con còn ở dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của con trong lòng. Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hóa chúng trong chân lý. Lời Cha là chân lý, cũng như Cha đã sai con vào thế gian, thì con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, con đã tự thánh hóa để cả chúng cũng được thánh hóa trong chân lý. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà khoa học kỹ thuật người ta lên tới cung trăng, người ta đi thám hiểm sao Hỏa, rồi bây giờ chỉ trong nháy mắt là mọi thứ có thể hiện trước mặt chúng ta. Và trong tương lai người ta có thể, chúng ta sẽ có những cái đồ dùng trong nhà như TV, chúng nó là cái computer luôn. Chúng ta muốn sáng ngủ dậy cái kính để chúng ta chải đầu, rửa mặt, chải đầu, chúng ta thắt vào đấy là chúng ta có thể nói chuyện với những người khác, hay là chúng ta có thể đọc email, tất cả mọi thứ trong, tất cả mọi thứ nó nằm ở trong tầm tay của chúng ta. Nên chưa dường như là trong cái thế giới mà chúng ta đang sống này thì là Thiên Chúa không có mặt, Thiên Chúa vắng mặt. Người ta không khe về Thiên Chúa có hay không, và họ cũng không có khe là có quỷ dữ ác thần hay Satan hay không, tại vì quỷ dữ ác thần cũng không có chỗ, Thiên Chúa không có chỗ, mà quỷ dữ và ác thần cũng không có chỗ. Nhưng mà thực ra thì cả Thiên Chúa lẫn Satan đều có mặt trong thế giới này. Chúng ta sống trong một thế giới
mà chúng ta chịu sự lôi kéo của cả hai. Khoa học kỹ thuật không có kéo chúng ta ra khỏi được cái thực tại đó. Nó nằm ngay trong chính chúng ta. Chính vì vậy mà trong cái bài phúc âm hôm nay, trước khi trong cái lời cầu nguyện trước khi Chúa Giêsu về với Chúa Cha từ giã các môn đệ, thì Chúa Giêsu ý thức hơn bao giờ hết là cái quyền lực có thật của quỷ dữ đang tác động trên các môn đệ còn sống ở trần gian. Chính vì thế mà Ngài đã khẩn khoản xin Chúa Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Khi con ở với họ, con đã gìn giữ họ, con đã canh giữ họ. Gìn giữ các môn đệ là việc Đức Chúa Giêsu làm trong suốt cái sứ vụ của Ngài khi còn ở trần gian. Sau khi Ngài đã chọn các môn đệ, Ngài đã không để trong ai trong họ phải hư mất, trừ Giuđa là người phản bội, không có chịu cộng tác với ơn của Ngài. Dù là Chúa canh giữ như vậy, nhưng Chúa biết là sói dữ bao giờ cũng vẫn có và chúng quấy phá cái đàn chiên. Do đó mà Chúa đã phải cầu nguyện cho họ và Chúa xin Chúa Cha thánh hóa họ. Chúa Giêsu xin Chúa Cha thánh hóa các môn đệ nhờ thánh thần mà Chúa Cha sắp ban xuống trên họ, và làm cho các môn đệ nên thánh chính là tách biệt họ khỏi thế gian với những lối suy nghĩ và hành động, với những giá trị riêng của nó. Thánh hóa môn đệ chính là làm cho họ không thuộc về thế gian nữa, để như Chúa Giêsu họ thuộc về Chúa Cha trọn vẹn. Nhưng đó không có nghĩa là tách biệt khỏi thế gian, nhưng không có nghĩa là chúng ta được cất ra khỏi thế gian và chúng ta được gìn giữ ở trong một cái tháp ngà bảo đảm, không có ai đụng chạm được tới chúng ta nữa. Ngược lại là đằng khác, các Kitô hữu chúng ta chẳng có an toàn vì chúng ta được sai vào thế gian. Thế gian đầy bóng tối, dối trá, hận thù, chính là nơi chúng ta phải đến, phải đắm mình vào để biến đổi nó thành ánh sáng, sự thật và tình yêu. Vì Chúa nói các con là muối đất, là ánh sáng của thế gian. Xin Chúa Giêsu xin Chúa Cha thánh hóa chúng ta để chúng ta trở nên muối đất, trở nên ánh sáng, để chúng ta có thể biến đổi thế gian. Còn nếu mà chúng ta không được thánh hóa, chúng ta chìm vào trong thế gian, thì khi mà chúng ta được sai vào đó, chúng ta bị nuốt chửng, chúng ta trở nên nhạt, không thể nào ướp được cho cuộc đời, và chúng ta trở thành bóng tối, chìm vào trong bóng tối như thế gian vậy. Nên chúng ta sẽ không biến đổi được thế gian. Do đó mà chúng ta hãy cộng tác với ơn Chúa để Thiên Chúa thánh hóa chúng ta, để chúng ta có thể sống ở giữa thế gian, vào trong thế gian để làm cho thế gian trở nên mạnh, không bị hư mất, và làm cho thế gian trở nên sáng lên bằng chính gương sáng của chúng ta, bằng chính đời sống thánh thiện của chúng ta. Nên những sự ước gì, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho chúng ta, các môn đệ của Ngài trong bài phúc âm hôm nay được thực hiện ở trong đời sống của chúng ta. Chúc tụng Chúa là Chúa cả trời đất, vì Chúa rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh nuôi dưỡng chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.
Chúa cùng Chúa là Chúa cả trời đất, vì Chúa rằng ban cho chúng con rượu này là rượu bởi cây nho và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của vương thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chính Chúa đã thiết lập lễ tế này để chúng con dâng lên mà tỏ lòng thần phục tôn kính. Xin Chúa thương chấp nhận và thánh hóa chúng con, cho chúng con được hưởng dồi dào ơn cứu chuộc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đem hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là xứng đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa Giêsu vua vinh hiển đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết trước sự ngỡ ngàng của các thiên thần lên trời cao thẳm làm đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đấng xét xử trần gian và là Chúa muôn loài. Người lên trời không phải để lìa xa thân phận yếu hèn của chúng con, nhưng để chúng con là chi thể của Người tin tưởng được theo Người đến nơi mà chính Người là đầu và là thủ lãnh của chúng con đã đến trước. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng, cũng vậy các dũng thần và các huyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự trên nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Timothy, Đức Giám mục Phụ tá Donald chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bậc quyến thuộc chúng con, những linh hồn chúng con nhớ đến thường xuyên, đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, bạn thanh sạch của Ngài, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đem cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thanh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiến chi muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta chúc bình an cho nhau. Lạy chính Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy chính Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy chính Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Lạy chính Thiên Chúa, đấng đang xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên chưa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa ngự thật trong bí tích thánh thể. Con yêu Chúa hơn hết mọi sự trên thế gian này, và con ao ước rước Chúa vào lòng con. Nhưng bây giờ con không thể rước Chúa được, thì ít là Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Hồn xác con sẽ kết hiệp với Chúa như lúc con rước Ngài trong thánh lễ. Xin đừng bao giờ để con lìa xa Chúa. Amen.
như mạch đất tươi tốt bát ngát rừng xanh, như gió quyên hấp trời thanh. Tim ngài bao bọc con như tiếng hát mẹ ru, vòng tay yêu thương ngài nhớ mong con lạc mơ vỡ môi say niềm nhung nhớ. Bao nhiêu tình nhớ xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai ngay trong hôm nay hay trong tương lai mến. Chưa mãi chẳng phai, nên chưa chẳng đổi thay. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự tiệc thánh Đức Kitô, xin đổ xuống trên chúng con muôn vàn ân sủng. Ước gì hiệu năng của tiệc thánh này vừa thanh tẩy chúng con nên trong sạch, vừa mở rộng tâm hồn chúng con đón nhận hồng ân cao cả đó. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn toàn thể quý ông bà anh chị em và chúc mọi người một đêm an lành. Con trong cài rất thân Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa che chở bao lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức nữ đồng trên hiên vinh sáng lang. Hằng Chúa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tinh rất thanh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là ban thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho